Xin chào cả nhà. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với video của Trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020 là ngày đầu tháng của uh, tháng 3 năm 2020 dương lịch. Thì ngày hôm nay, Trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc xin làm cái video gửi tới toàn thể quý vị đó là cái video chương trình khuyến mãi ưu đãi cho 3 ngày đầu tháng là từ ngày hôm nay là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 cho tất cả quý vị nào mua đàn tại Trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc đập hộp tất cả các loại đàn đập hộp thì trung tâm những phúc ngoài với cái giá bán khuyến mại này tặng năng móng và tặng thì trung tâm những phúc sẽ ưu đãi trong vòng 3 ngày này là bao ship cho quý vị về tận nhà nhé bao ship cho quý vị tận nhà còn bác nào đến tận nơi để mà mua thì sẽ được lì xì hai trăm nghìn tiền xăng xe đi lại còn bác nào ở xa thì em sẽ bao ship về tận nhà cho bác các bác với mục đích là các bác chuyển đủ tiền vào tài khoản của trung tâm nhượng phúc thì sẽ được là với giá ưu đãi và được tặng 5 món quà tặng đó là một uh, chiếc bao da hộp năm nếp này một chiếc chân kép này một chiếc usb dữ liệu một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà và cài đặt uh, Samner dữ liệu vào trong đàn cho quý vị đó để quý vị sẵn sử dụng quý vị nhé thì ở đây trước mắt quý vị là em đang bán khuyến mại với hai dòng sản phẩm của imha đó là Psr sx chín với giá khuyến mại là 34 mươi triệu năm trăm quý vị nhé ba mươi triệu năm trăm được tặng năm món quà tặng quà tặng đầu tiên là một chiếc bao da hộp 5 lớp rất là dày dặn chắc chắn để bảo vệ cho cây đàn này à, quà tặng tiếp theo thứ hai là một chiếc chân kép rất là chắc chắn khỏe mạnh này. thứ ba là một chiếc USB dữ liệu rất là cần thiết cho quý vị thứ Tư là một cuốn sách tự học đàn nó gan ở nhà sách dạy học đàn cho những ai mà chưa học quan nhạc lý bao giờ và thứ năm là cài đặt dữ liệu vào trong đàn cho quý vị và tới đây thì sẽ có một bộ mới thì sẽ cài tặng tiếp cho quý vị một lần nữa và với giá của SX700 thì sẽ với giá khuyến mại là 26 triệu 500 và cũng được tương tự 5 món quà tặng như cái cây SX900 em vừa rồi nói với quý vị này Em xin nhắc lại là SX900 giá là 34 triệu 500 SX700 giá là 26 triệu 500 Tặng 5 món quà tặng và bao ship về tận nhà quý vị nhé Trong vòng 3 ngày là mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 3 năm 2020 Trong tháng này quý vị nhé Bao ship về tận nhà quý vị Còn bác nào đến trực tiếp địa chỉ của Trung tâm Nguyễn Phúc thì sẽ được free à, cho 200 nghìn Fix cho 200 nghìn là tiền xăng xe cộ đi lại cho quý vị Đó giảm cho 200 nghìn Cho bác nào đến tận nhà mua trực tiếp Địa chỉ của Trung tâm nhập Vĩnh Phúc đó là Số nhà 49B Đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tiếp theo là đến cái cọc PA600 Cọc PA600 thì giá niêm yết của tại công ty Nhạc Việt đang bán với giá là 17 triệu thì trung tâm nhạc cụ nhạc cụ Vĩnh Phúc bán cho quý vị với giá là 16 triệu và cũng được tương tự là tặng 5 món quà tặng như vậy nhá, 16 triệu và tặng 5 món quà tặng như vậy. 16 triệu ạ, à, tặng bao da hộp 5 lớp này, tặng chiếc chân kép này, tặng một USB cài đặt dữ liệu trong đàn cho quý vị này, tặng một cuốn sách được học đàn nó là organ ở nhà này, đó, và cài đặt dữ liệu Samner vào trong đàn cho quý vị. Đấy, mặc dù cái cọc PA6 này không đọc trực tiếp dữ liệu trên USB. Nhưng bộ nhớ của nó lại tương xứng với một USB. Cái USB là gửi cho quý vị là cái USB ở trong đấy có chứa thêm vài bộ set để hòa hòa quý vị. Sau này quý vị có thể à, không thích bộ set này, quý vị cài bộ set khác vào. Và quý vị có thể chứa mp 3 ở trên USB. À, thằng cọc thì đọc trực tiếp MA3 trên uh, USB cũng được và bộ nhớ cũng được. Nó đều cóp được nhưng chúng ta để M 3 ở trên USB để mà còn bộ nhớ còn lại chúng ta để đưa dữ liệu Samner hoặc hay, còn gọi là bộ xét vào trong đàn quý vị nhé đó đó là chương trình khuyến mại khuyến mãi đầu năm à, à, đầu đầu tháng em xin lỗi đầu tháng của tháng 3 năm 2020 cũng tương tự là vừa vừa mới là đầu năm thôi chúng ta vừa mới ăn cái tết nguyên đán được uh, hơn một tháng một chút quý vị nhé đó thế còn những cái dòng sản phẩm của em ha của đàn học sinh thì em bán cho quý vị như là e 463 em bán cho quý vị với giá là 7 triệu 500.000 thì được Tương tự như vậy cũng được tặng năm món quà tặng đó là chân bao USB cài đặt dữ liệu vào trong đàn và sách từ học đàn ở nhà cho quý vị nhé. Giá là 7 triệu 500 nghìn cái đồng đàn học sinh E463. Đặc biệt là cái dòng đàn này rất là nhiều nơi bán nhưng mà họ không cho quý vị cái dữ liệu cái USB vì cái dòng này nó có hỗ trợ cổng USB đời cao cấp của học sinh có hỗ trợ cổng USB nhưng rất là nhiều trung tâm bán cho quý vị nhưng mà quý vị không được hưởng ứng cái đấy quý vị nhé nên là ở bên trung tâm Nhượng Phúc này có USB tất cả mọi thứ cho quý vị để test cho quý vị là làm cho quý vị luôn rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ thì em xin nhắc lại là SX 900 giá là 34 triệu 500 được khuyến mại năm món quà tặng và được free ship tận nhà hoặc là fix nhẹ cho bác nào đến mua uh, tại trực tiếp trung tâm Nguyễn phúc fx 700 tương tự cũng 5 món quà tặng cũng như vậy giá là 26 triệu 500 Đấy, và free ship cho bác nào mua đến tận nhà này mua nhé Rồi em cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều Quý vị có thể đến trực tiếp địa chỉ của trung tâm Nguyễn phúc để mua đàn uh, Theo địa chỉ là số nhà 49B, đường Hùng Vương, phường Mỹ Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Ờ đây quý vị có thể đến trực tiếp địa chỉ của trung tâm những phúc có rất là nhiều mặt hàng quý vị nhé, đó rất là nhiều mặt hàng ở đây ngày hôm nay, là ở, rất là nhiều mặt hàng, rất là nhiều mặt à, hàng. Về...